mà sở trường lớn nhất là nghe thiện, không nghe ác. Chỉ nhớ thiện, không nhớ ác. Đây là chỗ thành công cả một đời của bà. Cho nên có thể giữ gìn được cả một đời trong tâm không có ác niệm. Chỉ có thiện niệm chứ không có ác niệm. Cho nên hành vi cả cuộc đời chỉ có thiện hành, không có ác hành. Chúng ta phải nên hiểu rõ cái đạo lý này. Phải học tập cho tốt. Đây là chính mình được phước, chính mình được lợi. Thiên vị bất công. Sân hận không ưa thích, chán ghét. Là từ đâu mà ra? Từ thiên kiến. Yêu thích một ai, chán ghét một người nào, thì tâm địa của bạn đã bất công rồi. Là thiên vị rồi. Ở trong chú giải nói, phạm vi của yêu ghét thiên vị là rất rộng. Phía sau đã đưa ra vài thí dụ. Phàm vua đối với bầy tôi, cha đối với con, chồng đối với thê thiếp, chủ đối với tôi tớ, đều có chuyện yêu ghét thiên vị. Đây cũng là chân tướng sự thật. Cũng là những việc mà xưa nay trong ngoài nước chúng ta đều có thể thường xuyên nhìn thấy, thường hay nghe thấy. Cũng giống như chúng ta học Phật, trong một đạo tràng, lão hòa thượng có rất nhiều đồ đệ, tín đồ rất nhiều, thì sẽ có yêu ghét thiên vị. Có thể thấy cái phiền não tập khí này nặng biết bao. Bạn sẽ hỏi vì sao lại sanh ra hiện tượng này? Không công bằng. Không có tâm bình đẳng. Cho nên mới có cái hiện tượng này. Nếu như bạn là dùng tâm bình đẳng thì cái hiện tượng này liền không còn. Bạn xem, gần đây có giai đoàn đến từ Trung Quốc, đoàn của Phúc Châu, có hơn 30 người, hôm nay sẽ trở về nhà. Đoàn của Bắc Kinh có hơn 50 người, vẫn còn ở lại đây thêm một tuần nữa. Ngày mai là mùng 2. Ngày mai cũng có một đoàn ở Liêu Ninh. Ngày mai sẽ đến. Giờ còn có đoàn đến từ Đài Loan. Các đồng tu này sau khi đến cư sĩ Lâm, cảm xúc rất sâu. Cư sĩ Lâm là một đoàn thể lớn như vậy, mỗi ngày đến đi hơn 1000 người. Cái mà họ cảm xúc được, mọi người đều là một đoàn hòa khí, không nhìn thấy có sự phân biệt đối xử nào. Người lãnh đạo là cư sĩ Lý Mộc Nguyên, không nhìn thấy ông có sự thiên vị yêu ghét nào. Đây là việc mà khiến cho những người đến đây thăm đều khâm phục tận đáy lòng. Ở nơi đây không có người nào ồn ào ý kiến này nọ, không có người nào bất hòa với người nào, không có cãi nhau, không có chuyện ồn ào. Một đoàn hòa khí. Lý Mộc Nguyên không có tư tâm. Bạn đến đây là để cúng dường tu công đức. Bạn là vì Tam Bảo, bạn không phải là vì tôi. Cho nên dù có cúng dường cho cư sĩ Lâm nhiều hơn, lớn hơn đi nữa, thì nhất định cũng không có sự tiếp đãi đặc biệt nào. Hoặc bạn không cúng dường một đồng xu nào, cũng tuyệt đối không xem thường bạn. Hết thảy đều đối đãi bình đẳng. Việc này không dễ dàng. Cư sĩ Lâm có rất nhiều đại hộ pháp. Bạn xem lúc ăn cơm, họ cũng tự mình lấy một chút thức ăn rồi vào một góc nào đó để ăn. Nếu Lý Mộc Nguyên không chỉ cho chúng tôi xem thì chúng tôi cũng không biết. Chân thật là đại hộ pháp, có công có trạng, nhưng họ không có tranh giành gì cả, đều lui về phía sau, đều biết khiêm nhường. Đây đều là giáo huấn của Thánh Hiền. Cho nên các đồng tu Trung Quốc phải đặc biệt học tập. Đồng tu Trung Quốc chỉ biết chen lấn lên phía trước, nhất định là không chịu nhường ai. Cho nên họ mời tôi về nước, tôi nói các vị có thể học được sự khiêm nhường giống như Singapore thì tôi sẽ trở về. Người nào cũng muốn chen đứng phía trước thì giao thông ách tắc, đường sẽ không thông thôi. Tôi nói tôi không phải là người không muốn trở về, vô cùng muốn trở về, muốn về mấy mươi năm rồi, không dám trở về. Vì sao là không dám vậy? Sự nhiệt tình của các vị tôi rất là cảm kích, nhưng nhiệt tình một cách thái quá rồi. Người nào cũng đều tranh trước giành sau để đến gặp tôi thật sự chịu không nổi, tạo thành hỗn loạn, mất trật tự, dẫn đến vấn đề về công an. Vậy thì làm sao được chứ? Nếu như giống như các đồng tu ở cư sĩ Lâm này, mỗi một người đều biết nhẫn nhường, mọi người đều mong muốn lùi về sau, không muốn đứng lên phía trước, thì từ sớm tôi đã trở về rồi. Đây là thành tựu đức hạnh chân thật cho chính mình. Bạn xem Thánh Hiền thế xuất thế gian dạy chúng ta tích đức,